Chào các bạn. Hôm nay thì mình xin làm một cái video nói về cái hệ thống lọc, chi tiết giá cả của cái hệ thống lọc nó như thế nào. Đây là được bây giờ cái phương pháp nuôi lươn mà không thay nước này thì bây giờ được rất là nhiều người hỏi và hỏi cái chi tiết nó như thế nào, thì hôm nay mình sẽ phân tích cho các bạn thấy nha. Đầu tiên á, thì mình xin nói một vài cái ưu điểm khi mà các bạn áp dụng cái hệ nuôi lươn mà theo hệ thống lọc này so với lại là nuôi lươn thay nước thông thường. Thì dễ thấy nhất luôn đó là cái nguồn nước. Cái nguồn nước mà khi các bạn nuôi lươn theo cái hệ thống lọc này nè thì nguồn nước nó rất là ổn định. Đó là cái pH của nguồn nước và cái nhiệt độ của nguồn nước. Hai cái rất là ổn định. Đây, hai cái này là nguyên nhân gây sốc hàng đầu cho lươn khi các bạn mà nuôi lươn theo thay nước. Mặc dù thì khi các bạn sử dụng hệ thống lọc mà, thì vẫn có một sự thay đổi nhỏ giữa là pH giữa ban ngày và ban đêm, nhưng nó rất nhỏ, nó không có đáng kể để cho con lươn nó phải thay đổi để nó thích ứng theo, nên điều đó là nó không có gây cho con lươn nó bị sốc. Thứ hai là nhiệt độ nó ổn định theo cái nhiệt độ môi trường, hoặc là giống ví dụ nó giảm một cách từ từ, nó tăng một cách từ từ giữa ban ngày và ban đêm, nên con lươn của bạn nó sẽ không bị sốc như là một số người mà nuôi theo cái thay nước á, thay vào nhiệt độ nó thay đổi quá nhiều giữa cái hồ lươn và nước thay vào thì nó sẽ gây bệnh sốc, gây sốc lươn liền. Và những người mới nuôi thì thường hay gặp tình trạng đó. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái hệ thống lọc này thì cái tình trạng này sẽ được giải quyết nè. Đó là là cái chuyện mà lươn nó bị sốc do thay nước. Ngoài ra thì cái lúc thay nước của lươn á, thì cũng thường là cái con lươn nó hay bị gọi là bị rồ á, là nó chạy này chạy nọ lung tung thì nó cũng gây trầy xước. Thì khi các bạn sử dụng hệ thống lọc này thì nó cũng hạn chế được những cái trầy xước trên người con lươn này kia kia nọ luôn nha các bạn. Rồi thứ hai nữa thì khi các bạn sử dụng hệ thống lọc á, thì cái nguồn nước nó rất là trong và sạch, nước nó trong nó sạch. Đó, nước trong sạch á, thì nó là cái yếu tố hàng đầu trong cái phòng bệnh trị phòng phòng bệnh cho lươn. Như những video trước mình nói, quan trọng nhất là phòng bệnh thôi, còn khi mà lươn nó để xảy ra bệnh rồi thì nói chung là rất là khó để là không bị hao hụt. Giỏi lắm, giỏi cỡ nào thì cũng rất là dễ bị hao hụt. Thì cái quan trọng nhất là phòng bệnh, thì cái nguồn nước trong này là cái yếu tố hàng đầu trong cái phòng bệnh cho lươn luôn, giảm được rất nhiều rủi ro cho người nuôi lươn. Vì hầu hết những cái bệnh của lươn thì đến từ là nước dơ là nhiều, thì cái nguồn nước trong sạch đó, nó đảm bảo cái phòng bệnh rất là tốt cho lươn. Và thứ ba nữa, cái lượng oxy hòa tan trong nước nó cao, oxy hòa tan gọi là DO nha các bạn. Nó như những video trước mình có nói rồi đó, khi mà nước nó chảy thì lượng oxy hòa tan trong nước nó sẽ cao, thì cái này nó sẽ làm tránh được một cái bệnh mà rất hay gặp, đó là cái bệnh sốt nóng ở lươn do các bạn nuôi mật độ dày mà oxy hòa tan thấp. Thì khi mà các bạn sử dụng cái phương pháp này thì nó sẽ tránh được cái bệnh đó nha, giảm được cái tình trạng lươn hao hụt cho các bạn. Rồi cái thứ hai nữa đó là cái thời gian khi các bạn sử dụng hệ thống lọc ấy, thì các bạn không phải tốn thời gian cho cái việc thay nước, thay buổi sáng, thay buổi trưa, thay buổi chiều. Thì đó là một cái rất là khỏe, hầu như người mình rất nhàn, và hầu hết những người nuôi lươn thì đều đàn ông. Vậy nên ví thì buổi sáng này có thể uống cà phê, một buổi chiều thì có thể đi nhậu một cách ung dung chứ không còn phải lo nhiều nữa khi bạn sử dụng hệ thống lọc. Và thứ ba nữa là các bạn áp dụng như mình đây thì có được một cái nguồn rau sạch, chí ít là cho gia đình mình ăn nha các bạn, chứ chưa nói tới chuyện bán. Khi mà muốn bán thì nó đòi hỏi phải cao hơn một xíu, còn trước mắt cho gia đình ăn thì đó, các bạn là có được một nguồn rau sạch cho gia đình ăn. Mà rau sạch giờ thì các bạn biết rất là tốt, ở quê nông thôn thì không nói, nhưng mà nếu mà bạn ở những chỗ nào mà đô thị đâu một xíu có được nguồn rau sạch thì rất là tốt. Rồi bắt đầu bây giờ mình sẽ nói chi tiết về giá thành của từng cái trong cái hệ thống lọc nha các bạn. Thì đầu tiên mà để có được cái hệ thống lọc thì đầu tiên bạn phải có máy bơm. Thì như lần trước mình có
giới thiệu về máy bơm rồi đó. Thì cái giá thành của máy bơm này á, tùy theo các bạn mua ở những nơi, những hồi trước mình có nói với các bạn là mua ở những tiệm cá cảnh á, thì giá của máy bơm á, nó tùy theo cái nơi mà các bạn mua, như là tiệm lớn hay tiệm nhỏ, rồi cái chỗ đó nó làm sao, một mình nó bán độc quyền thì nó khác, còn có nhiều người bán thì nó khác. Và thường thường cái giá nó dao động á, trong khoảng cỡ 200k, tùy theo, có thể chân trên dưới nữa, tùy theo cái như mình phân tích đó, tùy theo cái, nhưng mà giá nó thường là trong khoảng đó, cỡ 200k cho một cái máy bơm. Rồi thứ hai là máy sục oxy, do các bạn nuôi nó khác, mình nuôi là nó mật độ nó rất là rộng, cái diện tích nó rất là rộng, nên mình không cần dùng tới sục oxy. Nhưng mà các bạn nuôi, nếu mà nuôi ấy thì các bạn cần phải sục oxy cho nó. Thì sục oxy thì nó khá là sục oxy cộng với dây cộng với cục sủi, sục oxy cộng với dây cộng với cục sủi, dây của sục oxy đây và cục sủi đây. Thì cái giá của cái này nó dao động khoảng cỡ 100 tới 120 nha các bạn. Nhưng mà thường thường là 120 á. Do nó bán thường thường cho mấy chỗ đó, nó bán cái máy bơm không là 100 và mấy cái kia thêm 20 nữa là 120 á. Theo mình thấy là vậy. Rồi, thứ ba nữa. Cái này rất nhiều bạn rất là ấy nè, kiếm không ra. Đó là cầu đen. Một số bạn thì mua những cái hạt canet. Cái hạt canet thì nếu mà các bạn mua hạt canet thì bắt buộc các bạn phải sử dụng hai cái hệ thống lọc riêng biệt, giữa lọc cơ và lọc sinh học. Còn mình đây mình gom chung vô một cái luôn. Thì xài thì các bạn xài cái cầu đen này thôi. Chứ bởi vì cái hạt canet nó nhỏ, thứ nhất là nó nhỏ. Nó nhỏ thì khi các bạn sạc càng ra thì nó thường thật ra theo càng ra theo cái nước càng đó luôn. Thứ hai nữa, cái hạt canet á, nó cái thiết kế của nó là nó không đa dạng như cái cầu tròn. Nếu mà để đứng vậy là nó không có càng, nó không vô được trong hạt canet. Và sau này cái hạt canet thì sau này vệ sinh nó rất là cực. Thường thường thì cái thùng lọc này thì khoảng 4 tháng tới 6 tháng thì các bạn vệ sinh một lần. Thì hạt canet nó vệ sinh rất là cực nha các bạn. Thì cái cầu đen này thì cũng tùy nơi thôi, nhưng mà thường thường giá dao động khoảng cỡ 3.000 một cái. Thì nếu mà các bạn làm một cái thùng lớn thì nó khoảng cỡ 100 cái cầu, 100 tới 150 cái cầu, thôi mình tính 150 cái cầu đây. Thùng dành cho thùng 200 lít á. Nhân cho 3 thì khoảng cỡ 450k, gần 500k. Rồi, thứ tư nữa là bông có sốc màu, rồi bông trắng với lại đá sứ. Thì những cái này thì nó dao động của các bạn trong cũng khoảng cỡ 100 tới 150k tùy vào những cái tiệm bán. Bông trắng rồi sốc màu rồi đá. Với lại thêm một ít lưới ở trên này nha. Nó dao động trong khoảng đó không nhiều. Thì nó tốn của các bạn khoảng từ 100 tới 150k đây. Đó là những cái chi phí. Ngoài ra thì chi phí của cái thùng nữa, nhưng mà cái này là mình nói chi phí của cái ruột thôi. Còn cái thùng thì các bạn, nhiều bạn có nhà có thùng thì các bạn tự lấy còn được. Còn lấy thùng của nhà mình làm được. Còn cái này là mình nói về chi phí cái ruột á. Thì 200 cộng 100 là 3, 750, 450 là 750, với 150 nữa đi, nó khoảng cỡ 900 là hết. Đó. Thì cái này là chi phí của cái ruột trong thùng lọc nha các bạn. Nên nó khoảng cỡ 900k đây. Thì nhiều bạn á, mua mình chỉ ra tìm cá cảnh mua, nhưng mà nhiều bạn mua nó không có hoặc là không có đủ hàng, hoặc á, là cái này nè, cái chỗ đá này nè, thì các bạn á, chú ý là đá các bạn bỏ sao cho nó phù hợp nữa. Các bạn mà bỏ nhiều quá thì nó lại gây là
pH nó cao thì nó lại không tốt. Vậy vậy nên thôi giờ mình cũng bữa trước thì mình cũng có nói rồi đó, là các bạn nếu mà các bạn có thể thì các bạn muốn thì các bạn mua ở mình cũng được, thì mình cũng tính giá là 900k như đây luôn, cũng gần như là các bạn mua ở tiệm. Thì khi mua thì mình sẽ hỏi chi tiết là các bạn nuôi hồ bao nhiêu khối nước để mình bỏ cái lượng đá cho nó phù hợp, để nó không gây mà quá nhiều đá để gây pH nó cao quá. Thì còn khi mua thì các bạn bây giờ mình trong cái video này, ở cuối video là mình sẽ trong cái phần mô tả mình sẽ để cái số tài khoản, và các bạn khi mua thì các bạn có thể chuyển khoản vào, sau đó rồi mình sẽ liên hệ lại, hoặc là các bạn có thể kêu mình trên YouTube hoặc là Facebook đây, rồi mình sẽ gửi cho các bạn. Thì giá 900k đây, còn về phí ship hoặc là mình sẽ đưa ra nhà xe cho các bạn, còn tiền xe nó trở về thì các bạn tính nha, hoặc là các bạn có thể thì mình sẽ gửi Viettel tùy. Giờ thì thời buổi này thì những cái chuyện gửi hàng đó thì nó đơn giản, nó không có gì hết. Còn số tài khoản thì mình để đó, rồi các bạn chuyển khoản vào thì mình chuyển hàng đi nha. Đó, giá nó là 900k. Đây là giá dao động nó tùy nha các bạn. Các bạn thì giống như coi như mình bán lẻ đi, còn giống dụ các bạn mà tìm được những nơi nào mà tìm lớn nó bỏ xỉ luôn thì giá nó rẻ hơn nha. Còn đây thì mình đây là mình bán do mình cũng lấy, rồi giống dụ do nhiều bạn kiếm không được hàng, đặc biệt là cái cầu đen và xúc màu này, nhiều bạn hỏi. Thì cái cầu đen và cái xúc màu á, cái cầu đen á, nhiều bạn hỏi là cái canet lọc được không, do canet là người hồi giờ người ta chỉ dùng cho lọc vi sinh đúng không ạ, chứ không có thể gộp được mà vi sinh với lại cơ vào chung được như cái cầu đen này, chỉ có cầu đen này mới được thôi. Thì nhiều bạn không biết làm sao, thì thôi mình bán vậy luôn. Thì có gì các bạn nếu mà được thì các bạn mua mình, rồi mình sẽ chuyển khoản cho mình, rồi mình sẽ chuyển hàng cho các bạn nha. Còn số tài khoản thì mình sẽ để ở trong cái phần mô tả của video đó. Các bạn có phần mô tả sẽ có cái số tài khoản cũng như là số điện thoại của mình, hoặc là các bạn có thể nhắn tin trực tiếp trên comment trực tiếp trên YouTube đây cũng được nè, hoặc là comment trực tiếp trên cái Facebook đó. Đó là những cái về chi tiết về cái thùng lọc, cái ruột của cái thùng lọc. Rồi, cái video của mình thì hôm nay cũng hơi dài rồi, mình xin kết thúc video đây nha các bạn. Thì chúc các bạn nuôi lươn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Chào tạm biệt các bạn.